Rottweiler Gervy xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì chuẩn bị cái khâu chuẩn bị cho bà bầu sinh sản là đã xong. Hai ô chuồng cùng phòng cho hai mẹ con Pila và Melcy. Siro được ở ké để cho Siro học chăm con dần. Đây là Siro, chả liên quan gì đến bầu bí gì, lúc nào cũng nhận cái chuồng to, nhận cái ô chuồng to nhất. Đây là Melcy. Melcy với cái ô quen thuộc của Melcy. Pila thì đến ngày đẻ rồi mà Pila bầu ít con, thành ra là Pila đẻ muộn, chắc có lẽ là cũng sẽ ngày mai hoặc là ngày kia là sẽ là ngày đẻ thôi. Thì hai ô này là dành cho hai mẹ con. Mùa hè năm nay dự báo là rất là nóng, cho nên là cái phòng đẻ của hai bà bầu này được dán thêm cái chống nóng, tha hồ mát. Pila định lúc nào thì Pila đẻ, mà giờ này vẫn còn chơi bóng hả? Đây, Melcy thì bầu nhiều con, thành ra là cả chục ngày nay là Melcy đã mệt rồi, thở suốt. Bởi vì Melcy thì xoay thai, là Melcy nhiều thai. Pila thì chẳng biết như thế nào, bởi vì là Pila hai lần vừa rồi là đều bị hỏng, hy vọng mà lần này là sẽ sinh cùng với lại Messi luôn. Đến giờ bà bầu vẫn còn ngủ, cũng không có chịu rời cái quả bóng đồ chơi. Nhắc đến một cái thì đánh trống lại. Trong mấy ngày tới mà bận mãi thì có lẽ là sẽ không có video để mà cho mọi người xem. Khi mà chó đẻ rồi thì là lúc ấy sẽ chăm chó, không có nhiều video để mà cho mọi người xem. Có thể là sẽ có cái video Melcy đẻ để thông báo với mọi người về cái số lượng cho con. Còn Pila mà nếu có đẻ thuận lợi thì cũng sẽ không có quay video. Pila, nếu mà Pila sau này nếu mà nó có thuận lợi thì khi nào Pila có các con nó khỏe mạnh thì lúc ấy thì sẽ quay video để mà giới thiệu các con của Pila với mọi người. Nhưng mà Pila bầu xoay thì thấy ít bọc lắm, có lẽ là chỉ 3 hoặc 4 thôi, chỉ nhìn sơ sơ thì thấy ít lắm. Melcy thì nhiều, chắc là Melcy sẽ 8-9 đứa gì đấy. Bụng lần này to hơn lần trước. Lần trước Melcy đẻ 8 đứa. Bụng lần này thì to hơn lần trước. Xoay thai thì thai nó to rồi, nó chồng lên nhau, không có đếm được. Rồi, chào Yumi. Yumi thích lên TV à? Nhìn vào đây Mi. Rồi, ở đây là Yumi, là bảo mẫu thân thiện, tức là chơi với này cả ba bà con. Đứa nào đẻ Yumi cũng có thể nhảy vào để mà Yumi chăm hộ được. Con Siro đâu rồi nhỉ?
Ở chuồng này thì hai mẹ con Pila Melsi nằm vẫn vừa. Chuồng này thì hơi rộng, còn ô chuồng này thì hơi hẹp. Ở đây là cái chuồng dành cho con chó sinh sản. Các cái mép thành ở xung quanh là để hạn chế cái việc mà con mẹ nó mệt, nó đè vào con chó con. Thì mọi người mà có nuôi chó cái thì cũng lưu ý. Đây là cái kiểu chuồng nó là như vậy. Nghĩa là làm sao cứ có các cái thanh cách ra ở cái khoảng ngang lưng của con chó mẹ. Khi mà nó nằm thì cái thanh nó sẽ ở ngang lưng của nó, tức là nó sẽ cách cái lưng của con chó mẹ với cái mép chuồng. Si ơi, ra sang bên chuồng của Si đi. Si, Si sang đây, vào trong ô của Si. Si vào trong. Vào đây Si. Đây là chỗ của Si. Ok. Si thì trông con rất là khéo, cho nên là sẽ cho Melsi nằm ở cái chuồng nhỏ này. Là cái ô chuồng nhỏ này nó không có cái không dùng cái thanh ở xung quanh. Melsi thì rất là khéo, cho nên Melsi chăm ở ô chuồng này vẫn thoải mái, không có đè vào con. Mẹ Pila thì có từng có lần đè vào con rồi, cho nên là sẽ cho mẹ Pila ở cái ô chuồng đấy. Bởi mẹ Pila là đẻ xong mẹ Pila rất là mệt, ngủ say. Còn đây là học việc Siro. Lau cái mặt đi cho Siro nào. Rồi, Siro nhìn vào đây nào. Học việc chăm cho con Siro. Để Siro ở trên này, để Siro học bà với mẹ để chăm các em. Đàn này là đàn em ruột của Siro đấy. Cùng mẹ, cùng bố. Nhắc đến Siro, cái này Siro núp ra đấy. Siro núp ra đấy tối lắm. Thôi nói chuyện với mọi người một chút, giới thiệu mọi người về cái chuẩn bị cái ổ.